Chiếc thuyền, phát minh lớn của con người, là một trong những phương tiện giao thông đầu tiên trong lịch sử loài người. Từ xa xưa, tàu thuyền đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Cũng nhờ tàu thuyền mà con người có thể đi vòng quanh thế giới, khám phá những châu lục mới. Mang theo mong muốn có thể lưu giữ hình ảnh con thuyền ngay trong lòng bàn tay, những mô hình thuyền trong chai thủy tinh đã ra đời. Loại hình nghệ thuật này bắt đầu xuất hiện từ đầu thế kỷ 19 tại châu Âu, sau đó nhanh chóng lan rộng và truyền cảm hứng cho các nghệ nhân tạo ra những sản phẩm kỳ thú, mang tính sáng tạo, độc đáo. Tại Việt Nam hiện nay, thuyền trong chai đã trở thành một món đồ trang trí yêu thích, được bày bán tại nhiều cửa hàng nội thất. Con thuyền nó mang cái ý nghĩa về thuận buồm xuôi gió, bởi vì khi người ta có thuyền rồi thì con thuyền sẽ đi đúng hướng hơn. Đấy là một cái ý nghĩa rất là hay. Hình ảnh chiếc thuyền to lớn đặt vừa vặn trong chai thủy tinh luôn là điều kích thích trí tò mò của nhiều người. Đầu tiên em có câu hỏi là tại sao mà đưa được con thuyền vào cái chai mà kích thước của cái miệng chai rất là bé. Mình xem sản phẩm ấy thì thấy nó khá là chi tiết, tinh xảo. Mình nghĩ là đây là một món quà là khá là hợp lý để mua về tặng cho các bạn, những người mà có niềm chung đam mê với mình là một, hoặc là những người mà có ý định là thích những món đồ mà mang tính sáng tạo hay tính kích thích trí não. Vậy bí mật của những chiếc thuyền trong chai là gì? Nguyễn Quang Huy là một sinh viên ngành thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Anh đã có nhiều năm gắn bó với công việc tạo ra những chiếc thuyền trong chai. Mình từ bé đến giờ rất thích thuyền và biển. Và mình đã mày mò những mô hình thuyền này từ bé rồi. Và chiếc thuyền trong chai đầu tiên mình làm là năm nhất đại học hồi 2013. Cho giờ là được 5 năm trong nghề. Để làm ra một chiếc thuyền trong chai, trước tiên phải nghiên cứu những mẫu thiết kế thuyền thật, vẽ lại bản thu nhỏ và lược bỏ một vài chi tiết không cần thiết. Mình xem một số clip hướng dẫn và một số sách về thuyền biển châu Á hoặc là phương Đông. Mình tìm một số mẫu thuyền và kết cấu cũng như là thiết kế ở đấy. Điều khó khăn là một chiếc thuyền thật thì nó rất nhiều chi tiết, và khi thu nhỏ lại mình phải làm những chi tiết đó đúng theo tỷ lệ, và những chi tiết lại khá là bé, và làm sao để những chi tiết quá bé phải bỏ đi nhưng mà nó lại không được, nó vẫn phải hài hòa với tổng thể và không được bỏ những chi tiết nào nó quan trọng và thiết yếu của một con thuyền. Sau khi đã lựa chọn được mẫu thuyền ưng ý, người nghệ nhân sẽ chọn nguyên liệu và bắt tay vào làm thuyền. Thời gian đầu thì để tìm được một số chai lọ đẹp thì mình phải đi tìm ở những cửa hàng phế liệu hoặc chai lọ cũ để thu gom. Và do đó mình về thiết kế những mẫu thuyền sao cho phù hợp với những chiếc chai mình kiếm được và hoàn thiện chúng thành phẩm. Nguyên liệu để làm thuyền thì thường là gỗ hoặc giấy hoặc là những mẫu gỗ cũ. Mình tận dụng làm để ra chất của những chiếc thuyền, ý đồ của những chiếc thuyền mình định làm ra. Pen gấp, dao dọc giấy, dao bấm, nhíp, đục, rũa đều là những dụng cụ không thể thiếu để tạo ra một mô hình chi tiết và tinh xảo như thật. Sản phẩm này mình làm là một chiếc ghe mành sông Mã. Nguyên liệu chính mình làm sản phẩm này là gỗ, giấy gió và cát để sử dụng cho tiêu cảnh.
sản phẩm này mình làm mất khoảng 3 tiếng. Mình bắt đầu từ những công đoạn thô như là gọt bào gỗ để tạo dáng thân thuyền. Và sử dụng giấy hoặc vải để làm cánh buồm và dây chỉ.